Quýnh Nhà xin mời chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào để chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mới chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Quýnh Nhà nhé. Thì trong tối ngày hôm qua, tất cả chúng ta cũng đã đều chứng kiến được hậu duệ của cô hai đoàn kết yêu thương cũng giống như là hỗ trợ cho nhau trên sân khấu tại tỉnh Vĩnh Long. Và trong một cái tiết mục văn nghệ thì Tuyết Dung cùng với lại Trường Sang đã thể hiện rất là mượt mà, rất là sâu lắng và được sự ủng hộ của rất là nhiều quý cô chú anh chị em tại Vĩnh Long nữa. Cho nên chúng ta có thể là cảm nhận được, cho dù có rất là nhiều cái câu chuyện xuyên tạc và bịa đặt đi chăng nữa thì hậu duệ của cô hai vẫn vững vàng và vẫn dành một cái tình cảm rất là thân thiết và gắn kết với nhau. Chứ không phải rằng là vì những cái câu chuyện xuyên tạc nói rằng là Tuyết Nhung với Trường Sang đã có xích mích đồ này nọ các kiểu. Nói thật sự với quý cô chú anh chị, đối với Trường Sang và Tuyết Nhung á, thì các em ấy giống như là những người bạn thân tình, những người đồng nghiệp, những người giúp đỡ và hỗ trợ cho nhau. Nó đơn giản là như vậy thôi. Và các em đứng trên sân khấu thì cũng giống như lúc còn sinh thời cô hai cùng với lại chú Mạnh Quỳnh vậy đó quý cô chú anh chị. Ở ngoài đời thật á, thì họ đều có một cái cuộc sống riêng biệt và họ cũng có cái hạnh phúc riêng. Còn ở trên sân khấu, họ luôn hết mình vì những cái bài hát để có thể là cống hiến và phục vụ cho quý vị khán giả. Đơn giản cái câu chuyện rằng là sống vì nghệ thuật. Đó. Cho nên nếu như quý cô chú anh chị em nào mà thương cô hai, thương hậu duệ của cô hai thì cũng sẽ hiểu được cái nỗi lòng của những người nghệ sĩ là như vậy đó. Cho nên những người nghệ sĩ mà đi bằng chân chính đó quý cô chú anh chị, người ta không bao giờ bận lòng vì những cái lời dèm pha, vì dị nghị. Vừa qua những cái câu chuyện nói rằng là tại vì sao Tuyết Nhung kể từ khi mà được đứng trên những cái sân khấu chuyên nghiệp rồi em ấy tỏ vẻ thái độ khinh khi đồ này nọ các kiểu. Nhưng quý cô chú chị em có thấy không, sau những cái lời chia sẻ rất là cay nghiệt như vậy nhưng Tuyết Nhung vẫn im lặng. Bởi vì cái bản tính của Tuyết Nhung á, là một con người khá là trầm tính. Vậy mấy cũng chả bao giờ mà quan tâm người này nói mình thế này, người kia nói mình thế kia. Miễn là em ấy sống cho cuộc đời của em ấy. Em ấy còn biết bao nhiêu là việc để phải suy nghĩ, phải lo toan. Và cái lúc mà khi Tuyết Nhung hát tại chùa Hoàng Pháp đó quý cô chú chị, thì Tuyết Nhung đã chia sẻ rất là xúc động. Thời xưa khi mà cô hai còn sống á, thì cô ấy luôn tạo điều kiện để cho Tuyết Nhung đi học. Và lúc đó thì Tuyết Nhung luôn ở nhà của cô hai để có thể là tiện cho các vấn đề học tập của mình. Ngoài đi hát, đi diễn thì Tuyết Nhung còn phải đi học bổ túc nữa. Nhưng mà kể từ khi sau khi cô hai ra đi mãi mãi đó quý cô chú chị, thì Tuyết Nhung phải dọn ra để có thể là về tiện bề chăm sóc cho mẹ của mình. Vì mẹ của Tuyết Nhung thì hay bệnh. Và chưa kể rằng là Tuyết Nhung cũng phải kiếm một cái kế sinh nhai, rồi cũng phải tự thân vận động, rồi cũng phải tự lo cho bản thân của mình và cho mẹ ruột của mình. Đó là cái lý do vì sao em ấy lại ngừng học bổ túc. Và một cái lý do cũng khá là đặc biệt, đó chính là cái vấn đề mà phổ cập 2 năm 3 lớp đó quý cô chú anh chị, nó cũng tạm hoãn. Cho nên rằng là Tuyết Nhung cũng chưa có cái điều kiện để có thể là đi học. Bởi vì lẽ đó cho nên Tuyết Nhung đã nói rằng là em ấy còn có quá là nhiều cái vấn đề để suy nghĩ và lo toan. Nên mọi người mà thương Tuyết Nhung á, thì người ta sẽ hiểu được con người của em ấy nói thật, làm thật, việc thật không mà quý cô chú chị, chứ không có phải màu mè giống như ai kia. Ví dụ như em ấy có thể là lên đính chính hay là thể hiện rằng là bản thân của mình là người bị oan hay là thế này thế kia cũng được. Cũng sẽ có rất là nhiều quý cô chú chị em thương em ấy và ủng hộ cùng đồng hành với em ấy. Nhưng tại vì sao em ấy không nói? Tại vì bản thân của em ấy đâu có phải là con người như vậy, cho nên em ấy đâu có cần phải lên tiếng và nói điều gì đâu. Mà cuộc đời này đó quý cô chú chị, cũng không ai cho mình hạt cơm nào. Mình cũng phải kiếm tiền, mình cũng phải lo toan cho gia đình của mình. Người ta có nói gì thì mình cũng phải đi kiếm tiền. Mà người ta không nói gì thì mình cũng phải kiếm tiền. Đơn giản rằng là mình sống cho gia đình của mình, mình sống vì những người yêu thương mình. Còn lại không cần thiết để phải lắng nghe những cái điều được gọi là tiêu cực.
Cho nên Tuyết Nhung có rất là nhiều cái tính cách mà giống như cô hai đó quý cô chú anh chị. Bởi vì lẽ đó cho nên người ta thường hay gọi Tuyết Nhung là Nhung con, và dành cái tình cảm cho em rất là lớn. Và quý cô chú anh chị biết không, trong tối ngày hôm qua khi mà nhìn thấy cái khung cảnh Tuyết Nhung nè, Trường Sang nè, Duy Juno nè, Quỳnh Trang nè, rồi Duy Du... Và trong tối ngày hôm qua khi mình nhìn thấy cái khung cảnh của hậu duệ của hai nè, Tuyết Nhung, Trường Sang, Thiên Ngân, Duy Juno và Quỳnh Trang đứng ở trên sân khấu thể hiện những cái ca khúc á, thì chúng ta cảm nhận được rằng là ở đâu đó cho dù biết bao nhiêu cái điều tiêu cực đi chăng nữa thì đối với hậu duệ của cô hai luôn là những người đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, tương trợ cho nhau. Và các em cũng không hề màu mè, có sao nói vậy, sống sao thì mình thể hiện y chang như vậy. Bởi vì lẽ đó cho nên quý nhà cảm thấy rằng là phía bên của anh cờ đó quý cô chú anh chị, thiêu dệt bịa đặt mấy ngày liên tục liên tiếp, ta nói để làm gì à, cũng chỉ qua rằng là bản thân của anh cờ không có cái gì được gọi là trội lên cả. Hậu duệ của cô hai đi trong những cái show diễn được gọi là hoành tráng không đó, mà các em cũng chưa bao giờ lên tiếng khoe mẹ ơi, tôi đi hát ở nơi này, tôi đi hát ở nơi kia, quý vị khán giả mua vé ủng hộ hay như thế này như thế nọ, các em không hề lên tiếng để nói. Hay là quý vị khán giả ai thương thì người ta sẽ dành cho các em những cái món quà. Còn phía của anh cờ, quý cô chú chị phải kêu gọi mới có nghe. Thì cái đó đâu phải là tình cảm, cái đó là ai vua và chạy đua. Quý cô chú chị em biết không, một cái hiệu ứng mà quý nhà nghĩ rằng là nó đánh đậu vào một cái sự được gọi là thể hiện của rất là nhiều quý cô chú anh chị em mà đang làm đường lạc lối. Ví dụ như có một người nào đó người ta đứng lên, người ta hô lên là ơ, trong cái show diễn ngày hôm đó tôi sẽ cho anh cờ thế này thế kia, rất là nhiều vật chất đồ này nọ các kiểu. Thì nhiều quý cô chú anh chị em ở trong cái hội của anh cờ, họ cũng sẽ cảm thấy là ôi, cái người này ta đây thì mình cũng có thể là ta đây được. Rồi bắt đầu cứ nhăn lên, thấy người kia chạy theo tạo ra màu mè. Một người hô lên á, là cả trăm cả nghìn người, người ta sẽ chạy theo, người ta sẽ ùa theo, kiểu giống như là ai cũng muốn lấy lòng đó quý cô chú vậy. Ai cũng muốn thể hiện rằng là bản thân của mình đại gia, hay là bản thân của mình có tiền, hay là bản thân của mình chịu chơi chịu truy. Mà chung quy tóm lại thì đó mới chính là những người chịu thiệt. Còn cái người mà được lợi là ai? Bộ kền kền của anh cờ và bản thân của anh cờ. Còn tất cả quý cô chú anh chị em mà ta nói rằng là cứ chạy theo những cái hiệu ứng đó là những người thiệt thòi nhất. Mà thiệt thòi là không phải hiện tại bây giờ, mà về sau này nữa. Cái thiệt thòi đó nó luôn đeo bám lấy họ. Và đến một lúc nào đó khi mà họ nhận ra được cái sự việc, cái tính chất của câu chuyện nó không như cái ý của họ mong muốn, thì quý cô chú anh chị em thử nghĩ coi, họ sẽ cảm thấy tức tối, bực bội, khó chịu. Và họ sẽ cảm thấy rằng là cái giá trị đồng tiền, những cái vật chất, những cái điều mình đã từng cho anh cờ, nó trở thành uổng phí. Và lúc đó nhiều người người ta sẽ gào thét lên, đòi thế này, đòi thế kia. Nhưng mà cái của mình không biết giữ, mà mình đi cho họ rồi mình đòi lại, thì mình có đòi lại được không? Nhiều quý của chú anh chị em bây giờ nghe của nhà nói như thế này thì người ta sẽ nói rằng là mày ganh anh tức ở, hay là suy nghĩ thế này thế kia, hay là bản thân cảm thấy anh cờ là một cái người có được cái sự yêu thương, có cái sức ảnh hưởng như vậy, tại vì sao lại lên tiếng nói như vậy, là ganh tị rồi này nọ. Nhưng mà thật sự không phải đâu quý cô chú anh chị. Quý nhà cũng chỉ là một người bình thường, quý nhà cũng không phải là fan của cô hai, quý nhà cũng không phải là một cái người gì đó để có thể là nhìn vào cái sự việc của anh cờ mà cảm thấy ganh tị. Bởi vì ai cũng có một cái cuộc sống riêng, mình chỉ nhìn vào thực tế bản chất của sự việc để mình nói lên cái sự thật thôi. Ví dụ như quý cô chú anh chị em nào người ta hiểu á, người ta sẽ nghĩ rằng là quý nhà nói như thế là đúng. Nhưng mà có nhiều quý cô chú anh chị em người ta nói là trời ơi, nghe làm gì, nghe như vậy rồi những cái câu chuyện được gọi là ganh tị đồ này nọ các kiểu, mà thôi có gì đâu ganh tị. Quý nhà cũng đâu phải là một cái người ở trong giới showbiz, và quý nhà cũng đâu có phải là một cái người gì đó để có thể là chạy đua theo anh cờ, không hề có. Quý nhà chỉ cảm giác được rằng là có quá là nhiều người đang bị lợi dụng, nhưng người ta vẫn tỏ vẻ bản thân của họ
là những người có giá trị trong bộ kịch Gần Quánh Cờ. Và cái điều mà Quánh Nhà muốn nói để cho tất cả mọi người có thể cảm nhận được, ví dụ như ngày hôm nay Quánh Nhà nói mọi người không có hiểu, nhưng mà đến ngày hôm sau hoặc ngày hôm sau nữa, hoặc là 2-3 tháng sau, hay là cả năm sau, quý cô chú chị em sẽ nhìn nhận lại cái sự việc rằng là mình đã bị bộ kịch Gần Quánh Cờ dắt mũi rồi, dắt mũi bao nhiêu lâu nay, nhưng mà bản thân của mình thừa biết mà vẫn cố tình để cho họ dắt mũi. Và tất nhiên rằng là cái nỗi e dè đó khó có thể nào mà quý cô chú chị em lấy lại được, bởi vì cái của cho không bao giờ lấy lại được nha. Ngay kể cả cô hai cái kiệt quý cô chú chị cho đi rất là nhiều, không hề nhận lại bất cứ một cái sự việc nào, nhưng người ta vẫn lên tiếng và đi đòi đông đổng nguyên cả hơn một năm trời rồi đấy. Thì quý cô chú anh chị em thử nghĩ coi, cái vé nào để mà anh Cờ anh trả lại cho tất cả mọi người? Không có đâu. Cho nên càng a vua thì mọi người chịu thiệt thôi. Ok, cái đoạn video này của Quý Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mấy chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quý Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe ủng hộ cho cái kênh của Quý Nhà nhá. Mấy chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn.